Thưa quý vị, vào sáng nay thì Hải Dương đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy là tính đến thời điểm này thì toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận gần 500 ca mắc COVID-19 ở 11 trên 12 huyện, thị xã, thành phố với số lượng trên 17.000 người được đưa đi cách ly tập trung. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh và lây nhiễm sang các tỉnh, thành phố khác là rất lớn. Để ngăn chặn dịch thì từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời giao lực lượng công an tỉnh chủ trì lập thêm nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát tối đa lượng người và phương tiện qua lại. Tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 2 đã có tổng cộng gần 500 chốt kiểm soát được thành lập trên toàn tỉnh Hải Dương. Trong số 27 chốt kiểm soát cấp tỉnh, có 10 chốt đầu vào địa phận tỉnh Hải Dương, 15 chốt tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 5 và 2 chốt tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 18. Tại các chốt kiểm soát cấp tỉnh mới được thành lập, sẽ bố trí 6 cán bộ chiến sĩ công an cùng với các lực lượng quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24. Thì chúng tôi đã phải triển khai thêm 164 cái chốt, tức là chúng tôi lực lượng công an sẽ phải đảm bảo cả cơ sở vật chất từ việc mà lều bạt, trang thiết bị để phục vụ cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt. Tôi tiếp tục tổ chức một cái tổ công tác làm một nhiệm vụ mà truy vết cách ly đối với cả những cái người liên quan đến các cái ca F0 nhiễm mới trong ngày. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu qua chốt phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Công nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hoặc có tên trong danh sách có kết quả âm tính do công ty cung cấp. Vâng, trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương thì nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được triển khai. Hải Dương đang duy trì 103 khu cách ly tập trung trong các cơ sở quân đội và cơ sở dân sự. Phần lớn các cơ sở này được tận dụng từ các trường học trên địa bàn của tỉnh với hơn 13.800 người đang cách ly tập trung. Lực lượng quân đội cũng đã được huy động tới hỗ trợ ở các khu cách ly dân sự. Địa phương này đã ra quy định siết chặt nội quy trong các khu cách ly, phong tỏa. Người vi phạm sẽ phải cách ly lại từ đầu và phải tự chi trả các chi phí. Hải Dương cũng đã lập tổng cộng là 170 chốt kiểm dịch các cấp, gồm có các chốt cấp tỉnh, các chốt dịch tại các quốc lộ hoặc là nơi giáp danh với các tỉnh thành khác. Địa phương này cũng đang tiến tới nâng công suất xét nghiệm tối đa lên 30.000 mẫu mỗi ngày, gấp 20 lần so với lúc dịch bùng phát. Hải Dương cũng đã lập đoàn kiểm tra các nhà máy, phân xưởng nếu đủ điều kiện mới được sản xuất, kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Toàn bộ người lao động trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng phải được lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả trong ngày. Người có kết quả âm tính mới được tham gia sản xuất. Thưa quý vị, để có thêm những thông tin về công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại Hải Dương thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Nguyễn Dương Thái là Chủ tịch UBND của tỉnh Hải Dương. Vâng thưa ông ạ, ông đánh giá như thế nào về tình hình chung của việc thực hiện cách ly ở Hải Dương từ đêm qua cho đến thời điểm này ạ? Từ khi thực hiện cái cách ly ở Hải Dương cho đến bây giờ đã khoảng hơn 11 tiếng mà. Thế thì qua cái kiểm tra đấy rồi nắm bắt tình hình ở các cái địa phương thì chúng tôi thấy rằng là bước đầu là đã triển khai rất là kịp thời và thực hiện nghiêm túc. Tôi cũng trực tiếp đi thị sát được 3 huyện thì thấy rằng là các cái chốt thì đã được thiết lập và đã đi vào hoạt động ngay từ lúc 0 giờ. Người dân đi lại cũng giảm đi rất là nhiều. Cái việc lưu thông các cái xe pháo rồi thì là các cái phương tiện qua lại địa bàn từ tỉnh nọ sang qua Hải Dương hoặc Hải Dương đi thì đã được kiềm chế và đã được yêu cầu chấp hành đúng các cái quy định của cái vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cái việc lưu thông đi lại. Bước đầu thì tôi đánh giá là đã thực hiện rất nghiêm túc. Vâng thưa ông ạ, vậy thì dự kiến thời gian cách ly và các chế tài xử lý nếu như người dân vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh sẽ là như thế nào ạ? Theo cái quyết định ấy thì sẽ thể thực hiện trong 15 ngày. Những trường hợp mà vi phạm thì sẽ phải có cái xử lý theo đúng các cái quy định. Ví dụ như cái việc mà đi lại không có lý do, không chấp hành phòng dịch, kể cả cái việc mà không khẩu trang thế rồi tụ tập đông người. Ngay lúc sáng nay thì tôi qua kiểm tra thấy là một vài cái trường hợp thì anh em đã có xử lý, đã lập biên bản. Tất nhiên trong cái ngày đầu tiên thì cũng có thể là nhắc nhở là chính, yêu cầu chấp hành, yêu cầu quay xe. Nhưng mà đến những ngày sau này thì sẽ phải làm hết sức nghiêm túc. Thì có như vậy thì mới chấp hành nghiêm cái việc cách ly, giãn cách thì nó mới có hiệu quả, nó có tác dụng.
Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, đêm qua thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Từ 0 giờ ngày hôm nay thì người dân từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh sẽ phải thực hiện các quy định sau đây. Người đến Quảng Ninh từ toàn tỉnh Hải Dương và các ổ dịch khác phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí. Các doanh nghiệp, các cơ sở, đơn vị sẽ tự bố trí phương tiện để đón người lao động về Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết và tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính thì mới được đi làm trở lại. Các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch phải có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong giai đoạn từ 3 đến 7 ngày trước khi vào tỉnh. Trường hợp không có giấy xét nghiệm sẽ phải thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày. Để đảm bảo an toàn ở thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu người dân quay trở lại Hà Nội để làm việc và học tập sẽ phải thực hiện khai báo y tế. Việc khai báo y tế nhằm kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của người dân trong dịp Tết trước khi quay trở lại thủ đô. Vậy thì cụ thể người dân sẽ thực hiện việc khai báo này như thế nào? Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi hướng dẫn sau đây. Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người không đi qua vùng dịch, không tiếp xúc với những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh thì chỉ cần khai báo y tế bằng hình thức điện tử qua trang web tờkhaiyt.vn của Bộ Y tế, ứng dụng nCoV, không bắt buộc phải tới các trạm y tế phường, xã để khai báo y tế. Nhóm thứ hai là những người đã về vùng có dịch, nơi có ca mắc COVID-19 thì phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế tại các trạm y tế phường, xã nơi sinh sống ở Hà Nội. Những trường hợp đi về từ vùng dịch mà trốn khai báo y tế gây hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng thì sẽ bị xử phạt theo quy định của thành phố Hà Nội. Trong đó, mức phạt cho hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự. Ngoài việc phải khai báo y tế, thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người đi từ Hải Dương trở về cũng nên tự cách ly tại nhà, đặc biệt với trường hợp đến từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Người dân phải chủ động khai báo và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế bắt buộc và không được ra ngoài cộng đồng. Vâng, Hà Nội cũng đã đóng cửa các quán ăn, quán cà phê, trà đá hè phố từ 0 giờ hôm nay, ngày 16 tháng 2. Và trong buổi sáng đầu tiên thực hiện việc đóng cửa này thì phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã ghi nhận tình hình triển khai trên một số tuyến phố. Thưa quý vị, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn ở mức độ cao, đặc biệt là dịp sau Tết khi người dân ở tất cả các tỉnh thành quay trở lại Hà Nội sinh sống và làm việc. Đó là nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Chính vì thế, trước ngày chính thức làm việc ngày 6 âm, tất cả các hàng quán, trà đá, cà phê, vỉa hè phải chính thức đóng cửa. 8 giờ 30 phút sáng, tuyến phố Phạm Huy Thông, các quán cà phê cửa đóng then cài. 9 giờ hơn, dọc tuyến phố cửa Nam, Hàng Bông, Bát Đàn, một vài hàng ăn vẫn lác đác mở. Ngay trong chiều tối ngày hôm qua chúng tôi đã có tuyên truyền và sáng ngày hôm nay vào lúc 6 giờ và 6 giờ 30 phút thì toàn bộ là lực lượng công an cũng như là cán bộ ủy ban nhân phường, dân quân cũng đã ra quân để kiểm tra toàn bộ các cái tuyến phố, đặc biệt là các cái hộ kinh doanh bán hàng buổi sáng, bán hàng ăn rồi là cà phê trên địa bàn của chúng tôi thì cũng đã thực hiện rất là tốt cái việc đóng cửa. Còn một số các hộ mà người ta bán xôi thì chúng tôi đã yêu cầu ngay trong sớm ngày hôm nay đã yêu cầu là phải dừng ngay. Và hiện nay thì công tác tuyên truyền thì vẫn được là các đồng chí ở tổ dân phố cũng như là cảnh sát khu vực thực hiện. Gia đình bà Lợi ở 39 Hàng Điếu đã bán cháo sườn gần 30 năm nay. Mở hàng bán xuyên Tết phục vụ người dân, nhưng cũng từ sáng nay, bà chuyển qua bán mang về và yêu cầu khách đứng giãn cách khi đến mua hàng. Nhà tôi bắt đầu từ đêm hôm qua là được lệnh của chính phủ là nhà tôi chỉ có bán mang về. Còn khách thì cũng rất là vắng đi rồi, vắng lắm. Mọi khi là độ khoảng 10 phần, bây giờ chỉ còn độ khoảng 4-5 phần thôi. Tất nhiên nếu nói về nền kinh tế trong gia đình, trong xã hội thì ai cũng có phần buồn. Thế nhưng mà vì chấp hành lệnh của nhà nước thì chúng tôi vẫn phải là thực hiện nghiêm chỉnh. Cũng như nhiều hộ kinh doanh khác, gia đình ông Thọ ngay từ chiều qua đã giảm bớt số lượng nguyên liệu hàng bán ra sáng nay. Ở cái phố Hàng Điếu nói riêng cũng như là cái phường Cửa Đông quận Cửa Đông nói chung là cái phố bán là ẩm thực là rất là đông vui những ngày thường. Mặc dù người ta nhận thức rằng cũng có thể ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, nhưng vì cái chung, vì cộng đồng, thiệt một tí kinh tế nhưng đem lại cho cả cộng đồng không bị mắc bệnh COVID, đó là cái lớn nhất.
Theo thông tin từ Bộ Y tế thì dự kiến vào cuối tháng 2 này, Việt Nam sẽ có khoảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ được nhập về để phục vụ cho người dân. Đại diện Bộ Y tế cho biết là nếu các chuyến bay sắp xếp kịp thời và hoàn thành được các thủ tục với cả hai nguồn viện trợ là COVAX 4,88 triệu liều và nguồn nhập khẩu 117.000 liều thì chúng ta sẽ có khoảng 5 triệu liều vào cuối tháng này. Với số lượng vaccine trên thì ngay đợt đầu có thể tiêm rộng rãi cho 5 triệu người mũi thứ nhất và sau 3 tháng sẽ tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Theo phương án đề xuất thì có từ 2 đến 5 triệu trường hợp thuộc diện ưu tiên. Đây là những người trên các tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong lúc này thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp hai phiên bản vaccine COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển. Hai phiên bản vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca là sản phẩm của Viện Huyết Thanh Ấn Độ và Hàn Quốc. Đánh giá của WHO cho thấy là vaccine của AstraZeneca đáp ứng được các tiêu chí phải có về độ an toàn và lợi ích về hiệu quả vượt trội so với rủi ro. Ngoài ra, thì loại vaccine này rẻ hơn và dễ phân phối hơn so với các loại vaccine phòng COVID-19 khác như là vaccine của Pfizer, do đó giúp các nước đang phát triển dễ tiếp cận hơn. Một thông tin khả quan nữa về hiệu quả của các loại vaccine phòng chống COVID-19 cũng vừa được công bố. Đó là vaccine của liên doanh Pfizer-BioNTech đã đạt hiệu quả 94% chống lại COVID-19. Hiệu quả nghiên cứu này do Israel đưa ra. Israel thì hiện đang là nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ triển khai tiêm phòng COVID-19. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Clalis CHS, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế lớn nhất Israel cho thấy, sau khi so sánh dữ liệu của 600.000 người đã tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer-BioNTech và 600.000 người chưa tiêm phòng, thì kết quả là tỷ lệ nhiễm virus đã giảm tới 94% và tỷ lệ bệnh trở nặng cũng giảm 92% so với những người không được tiêm vaccine. Vaccine của Pfizer cho hiệu quả ở mọi độ tuổi, thậm chí với cả những người trên 70 tuổi. Nghiên cứu tập trung vào những người tiêm xong mũi vaccine thứ hai ít nhất 7 ngày trước khi xét nghiệm. Số liệu cho thấy hiệu quả vaccine của Pfizer sau khi được tiêm 2 mũi, đúng như kết quả trong nghiên cứu lâm sàng. Các nhà nghiên cứu cũng lần đầu tiên ghi nhận xu hướng giảm mạnh trong tỷ lệ nhập viện và trở nặng đối với những người trên 60 tuổi được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech tại Israel. Trước đó, xu hướng này chỉ xuất hiện trong nhóm từ 55 tuổi trở lên. Theo CHS, kết quả sơ bộ này sẽ khuyến khích những người chưa tiêm phòng vaccine của Pfizer-BioNTech rất hiệu quả và có tác dụng ngăn ngừa bệnh trở nặng. Israel đang triển khai nhanh chóng chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Cho đến nay, Israel đã tiêm phòng mũi đầu tiên cho 3,8 triệu người. 2,4 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Quốc gia này đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phòng cho tất cả những người trên 16 tuổi vào cuối tháng 3. Biến thể SARS-CoV-2 mới với đột biến gây lo ngại đã được phát hiện tại Anh với ít nhất là 32 ca lây nhiễm. Ngoài Anh thì biến thể này đã xuất hiện ở Đan Mạch, Mỹ và Australia. Biến thể được đặt tên là B1525, chứa một số tương đồng với bộ gen với biến thể B117 đã được phát hiện ở Anh trước đây. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là nó chứa cùng một đột biến đã phát hiện đầu tiên ở Nam Phi và Brazil. Đột biến này được coi là giúp cho virus có thể tránh được kháng thể, qua đó kháng lại được phần nào một số loại vaccine. Song có một điều đáng mừng đó là các biến thể này đều đang chứa cùng một loại đột biến kháng vaccine, nên là các nhà sản xuất vaccine có thể bào chế rất nhanh ra vaccine mới để chống lại tất cả các biến thể này. Vâng, nhu cầu với vaccine COVID-19 vượt cung đang khiến cho nhiều cơ hội làm ăn đến với những doanh nghiệp nào tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Một công ty Thụy Sĩ là một ví dụ, dù họ chỉ đảm nhiệm một dịch vụ duy nhất. Medistry SA, công ty chuyên khử trùng dụng cụ y tế tại Thụy Sĩ cho biết họ đang chuẩn bị xử lý 220 triệu lọ thủy tinh trước khi chúng được chuyển tới những nhà máy sản xuất vaccine COVID-19. Các nhà sản xuất châu Âu gửi các lọ thủy tinh đến chỗ chúng tôi để khử trùng. Những lọ đựng này sau đó sẽ được chuyển đến các trung tâm chiết xuất vaccine và trung tâm phân phối trước khi đến tay người tiêu dùng. Việc các hãng dược phẩm trên toàn cầu tăng tốc trong cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 khiến nhu cầu đối với những lọ thủy tinh đựng vaccine tăng mạnh hơn bao giờ hết. Medistry SA và rất nhiều những công ty chuyên tiệt trùng dụng cụ y tế khác nghiễm nhiên đắc lợi. Chúng tôi đã tiệt trùng 180 triệu lọ thủy tinh cho năm 2020. Năm nay, con số này lên tới 220 triệu lọ. Công ty đang phải làm việc hết công suất 24 giờ mỗi ngày chỉ để tiệt trùng lọ thủy tinh. Đây là điều mà chúng tôi không hề ngờ tới. Công ty với gần 100 nhân sự này hiện đang tập trung khử trùng các lọ đựng vaccine COVID-19 thay vì những thiết bị vẫn xử lý những lúc bình thường như ống thông tĩnh mạch hay các thiết bị cấy ghép.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng lọ, các kỹ thuật viên tại Medistry SA sẽ bắt đầu tiến hành khử trùng. Chúng tôi dùng khí để tiêu diệt vi khuẩn, sau đó hút chân không lớp khí này và thay thế bằng khí nitơ và không khí sạch. Với máy móc hiện có, công ty này hiện có thể khử trùng tới 1 triệu lọ đựng vaccine mỗi ngày. Chúng tôi đang cố gắng hết sức hỗ trợ cuộc chiến chống lại COVID-19 để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Năm ngoái, nhu cầu đối với lọ thủy tinh đựng vaccine của các hãng dược phẩm đã tăng 50% trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới liên tiếp hứng chịu những làn sóng lây nhiễm mới từ COVID-19. Trong nguy có cơ, những công ty công nghệ hiện đại như Medistry SA đã kịp nắm bắt cơ hội trong nỗ lực giúp thế giới trở về với cuộc sống bình thường.